kênh Vũ Quang View này. Trong trình hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật chia sẻ bình luận của quý vị anh chị bạn về bàn cờ quân sự trên giới. Đúng ra là Vũ Quang không muốn nói về cái chủ đề cái ông mẹ Quạt Hâm này đâu. Nhưng mà trên nền tảng mạng xã hội liên quan đến Quạt Hâm này thì nó còn nhiều cái chiều. Và những cái chiều thông tin ấy, được gọi là bênh vực Quạt Hâm ấy, vậy là Vũ Quang ấy, đúng không ạ? Thì tôi chỉ nói một điều đơn giản. Đối với lại người Vũ Quang này, tôi không đánh giá tốt xấu. Tôi không đánh giá cái việc là anh ấy làm ăn như thế nào. Không đánh giá. Mà tôi chỉ nói về câu chuyện những gì mà anh đang làm ở trên nền tảng mạng xã hội. Thì nó đang tạo ra một cộng đồng rất tiêu cực. Cực kỳ tiêu cực. Nó tiêu cực tới mức ấy, là liên quan đến diễn biến hòa bình. Nó liên quan đến diễn biến hòa bình ấy. Và đặc biệt là những người hùa theo. Nó đơn giản như là ngày hôm qua ấy, với một cái live stream như thế. Đúng không? Nếu như một bộ phận lớn giới trẻ học theo hình thức đấy thì nó còn thượng tôn pháp luật. Mà đặc biệt là chúng ta thấy là cơ quan ban ngành tới trong ngày hôm qua ấy, tới Vũ Quang, người ta cực kỳ điềm đạm, bình tĩnh. Người ta rất bình tĩnh. Và trong câu chuyện có người ta gọi là có đơn tố giác ấy, cơ quan liên ngành tới, người ta chỉ muốn làm rõ. Thực ra việc làm rõ đấy là có lợi cho quản, có lợi cho vua quản. Ngay thời điểm đấy nhé, vua quản vẫn livestream bình thường, xuất trình đủ tất cả mọi thứ ra. Thì hôm qua thực sự là một cái cuộc bia thành công viên mãn. Viên mãn. Anh chị đồng ý tôi không? Nó là một cái bia viên mãn ấy. Nhưng ngược lại, bản thân vua quạt này thể hiện hung hăng, hung hổ, thể hiện sự hiểu biết, còn kêu gào là gì ạ? Đại diện cho người yếu thế. Tôi là lá cờ tiên phong. Họ nói đoạn này là hỏng rồi. Ô, thế hóa ra ở Việt Nam nó ối rồi thế à? Xong rồi tôi kêu gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuộc. Ai chả mẹ ngáo quyền lực. Và đến ngày hôm nay Vũ Quang tìm hiểu lý do tại sao mà vua quản này ngáo quyền lực. Thì hóa ra trước đó có rất nhiều bài báo đã phỏng vấn anh đấy. Từ một vua, gọi là vua gì ạ? Đồng nát trở thành vua quản, muốn tạo động lực cho giới trẻ Việt Nam. Và đây là yếu tố mà bản thân anh ta bị ngáo, ngáo quyền lực. Tôi chưa phán xét đúng sai, mà ở đây chỉ nói về chiều hướng cảm xúc. Chiều hướng cảm xúc. Và bạn đang tạo ra cộng đồng tiêu cực. Cái tiêu cực nó ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa, tới xã hội. Chứ không phải đơn thuần chúng ta nghĩ. Nó chẳng phải tự dưng mới câu chuyện cơ quan liên ngành tới đâu. Anh chị yên tâm. Còn bây giờ đổ lỗi cho ba cái thành phần là gì ạ? Tuyển khoa học, ABC gì đấy người ta trả thù không? Riêng những người mà bảo là tuyển khoa học hay là những cái KOL bị vua quạt nhắc tên trong vùi dập, người ta trả thù ấy. Thì đấy là tư duy thiện cận. Tư duy thiện cận thì mới nói điều đó. Ví dụ như là đối thủ của quạt muốn vùi dập quạt thì tôi tin. Ví dụ như bây giờ bản thân tôi đi, đang làm lĩnh vực đào tạo ấy, đúng không? Vô quạt gì vùi dập tôi. Tôi hỏi rằng là tôi trả đũa vô quạt để làm cái gì? Tôi chưa cần biết là tôi có đào tạo tốt hay không, nhưng mà tôi trả thù để làm cái gì? Nhưng mà nếu như tôi cũng là cơ sở sản xuất quạt ấy, hoàn toàn có thể tôi vùi dập chính chị. Hoàn toàn có chứ, đúng không? Thế thì ngày hôm qua đối với lại vô quạt ấy, gọi là quạt ối rồi đấy. Tôi chỉ nói cái đầu tiên, bản thân anh đấy, bản thân đối tượng, tôi dùng từ đối tượng nữa. Anh cái quái, bởi vì chắc chắn ít tuổi hơn Quang nhiều. Đối tượng đấy là không tôn trọng người thực thi pháp luật đã. Thứ nhất, người ta đến không phải là khám xét nhà. Thực tế là người ta đến muốn làm rõ và có lợi cho quả về cái đơn tố giác đấy.
mẹ đoạn đấy gặp tôi hoan nghênh luôn. Nếu thực sự mình chân chính, mình không sai phạm cái gì cả, thì chả có lý do là mất khóa két. Nói thế cho nhanh. Nhưng đằng này quay ra là ối rồi luôn. Có trong ngày hôm qua tôi hỏi ví dụ bạn ấy, có mắc vào cái tội là lợi dụng mạng internet để xúc phạm người thực thi pháp luật không? Hôm qua có. Có không anh chị? Riêng cái live stream ngày hôm qua thôi là dư sức vi phạm vào cái việc là lợi dụng mạng truyền thông để xúc phạm mạng lị, thậm chí là vu khống. Riêng live stream hôm qua thôi nhé. Còn câu chuyện trước đó Vũ Quang nói ai nói thế nào, Vũ Quang chả quan tâm. Vũ Quang biết rồi nhưng không quan tâm. Nhưng tôi chỉ nhận thấy rằng này, đây là một con người đang tạo ra một cái cộng đồng tiêu cực. Tuy nhiên thì Vũ Quang quyết định nói cái vấn đề này là vì ngày hôm nay nghe được một fan của Vũ Quang chia sẻ. Nghe qua thì tưởng có gì đến tâm tình, đại diện ưu thế, làm việc tốt, nhưng thực tế là sai hoàn toàn. Mời anh chị bạn nghe xem là anh chị đánh giá như thế nào. Mấy cái đứa mà thấy vua quạt gặp vấn đề, chúng nó mừng lắm. Vì thấy vua quạt có nhiều follow, thấy vua quạt nói đúng quá nên chung. Tôi hỏi thằng quạt có nhiều follow không? Chưa đến 100,000 follow trên một kênh thì chưa phải là nhiều. À, vua quạt nói đúng quá, đúng ở chỗ này. Bởi trong cuộc sống này nói về từ đúng sai nó khó lắm. Còn với những người như Vũ Quang đã phải nói là nó phải liên quan tới xã hội thì Vũ Quang mới phản biện một cá nhân nào đấy, chắc chắn là như vậy. Và đặc biệt là liên quan vấn đề thể chế và chính trị thì chắc chắn Vũ Quang sẽ nói, chứ không phải đơn thuần là câu chuyện vụ này nó đang nổi cộm như vậy. Vũ Quang bú phêm, đồng ý Vũ Quang đang bú phêm. Nhưng cái phim này ở trên TikTok, chứ phim này nó không trên YouTube. Cái điều thứ hai nữa, nếu như chủ đề này không liên quan tới chính trị, xã hội, nổi thế nổi nữa Vũ Quang không giờ động. Mà thường những vụ kiểu như thế này Vũ Quang nói, thường cái kết nó không tốt đâu. Thế là nhận định cá nhân Vũ Quang, từ trước này thường cái kết nó không tốt đâu. Thường là như vậy. Thường là ối rồi. Mời anh chị bạn nghe tiếp về con người này bệnh vực quạt thế nào. Chúng nó là những cái kẻ hèn nhát không dám nói ra. Sao mà ta thấy người ta có biến một tí thì hả hê. Thôi, mình đã là những người không dám nói thì để cho người khác, người ta đại diện cho một tầng lớp những người không hiểu biết, ít hiểu biết, tránh bị lùa gà đi. Hiểu không? Cái câu chuyện lùa gà ấy, tôi lấy ví dụ bây giờ một ông A nào đó mở một lớp đào tạo, đúng không? Và có thể có 100 người tham gia với khoa học là 50 triệu. Bạn không thể đánh giá người ta lùa gà được. Bạn không thể đánh giá như thế được. Bởi vì đây là đi học, mà anh chị thừa biết là kiến thức là vô tận. Và đánh giá về kiến thức anh chị không thể đánh giá được là nó có giá bao nhiêu. Nhưng bảo rằng cả 100 người đi học thành công thì thôi, đời này không có đâu. Bởi vì nếu như đi học 100 người thành công thì chắc chắn người ta chả mở khoa học đâu, là hiển nhiên. Nhưng mà trong cộng đồng, trong xã hội mà không có đào tạo thì ối rồi rồi. Tôi nói đơn giản như nghe khoa học của Nick Vujicic, truyền động lực thôi, nó có giá hàng nghìn, hàng chục nghìn đô. Và Nick Vujicic bây giờ còn phải sử dụng gì ạ? Quảng cáo để chạy khoa học của mình. Ô, thế chả nghĩa con người đấy cũng đi lùa gà hả? Hay đơn giản là tác giả cuốn sách gì nhỉ? Tôi tài giỏi bạn cũng thế là ai nhỉ? Quên mất rồi. Adam Khu. Tôi lấy ví dụ khoa học của Adam Khu. Ông cũng chỉ hành trình mẹ viết sách thôi mà. Nhưng mà riêng học khoa học ông đấy, hàng nghìn đô, vài ngàn đô, chục nghìn đô, 50,000 đô. Thế thì Adam Khu cũng là người lùa gà anh chị. Anh chị hình dung không? Tức là về góc độ đào tạo thì tôi chỉ nói một điều, đó không thể dùng từ lùa gà được.
cái mong muốn của bạn tới đâu, và bạn mong muốn rằng roi vào cái vấn đề ABC nào đó, để bạn mong rằng đời mình sẽ thay đổi từ con người của mình. Trong từ đào tạo tôi không giờ dùng từ lùa gà, mà chỉ khác duy nhất là có thể nhận thức cá nhân của bạn, cái tiềm lực của bạn nó không phù hợp với khoa học A, khoa học B, đoạn này tôi đồng ý. Nhưng bạn lại với quá cao thì bạn ngã, bạn nghĩ rằng bạn đau, bạn nghĩ bạn bị lừa. Đấy riêng về câu chuyện đào tạo ấy. Còn ngược lại, đối với lại vô quản chẳng hạn, đụng ấy, nó phải đụng mấy cái ông mẹ mình kêu gọi vào khoa học đâu, nó đụng tới cả mẹ mình mấy chục lĩnh vực, nó đụng cả vào cái chủ đề của chúng tôi đang làm đấy, liên quan đất nước, liên quan dân tộc, liên quan tới những thông tin báo chí, liên quan phản biện luận điệu xuyên tạc, nó có đụng không ạ? Đánh giá cuối cùng thì đó là con người, một là ngu thật sự và thiếu học, hai là bú phêm, như bú phêm một cách ngu đần. Có hai lý do này thôi. Tôi không đánh giá con người này tốt hay xấu, không, bởi mình biết người ta là ai tốt, người ta như nào đâu mà tốt hay xấu. Vũ Quang nói về vua quạt, nhiều người chẳng hiểu gì cả, tôi cũng vậy. Nếu đã nói thì không sợ, còn sợ thì đừng nói rồi. Nhiều người không biết, không có nghĩa là Vũ Quang không nói. Vũ Quang chỉ đơn giản là gì, đã nói tới thì chắc chắn con người này có liên quan tới, tức là có đụng chạm tới vấn đề diễn biến, tức là vô tình thôi. Tôi không nói là con người này cố ý, nhưng vô tình chính cái con người này đang tạo ra bơ sữa cho bọn dân chủ cuội, cho bọn phản động vào để thỏa mãn an ninh chính trị Việt Nam, cơ quan ban ngành Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là chuyện ngày hôm qua thôi, có một loạt bơ sữa được đẩy ra luôn. Ở đây ABC xong các anh đến ngăn cản làm ăn của tôi, thế loanh quanh là tôi mất mẹ hàng nghìn tỷ đồng. Ồ, đoạn này không phải là đang bôi nhỏ hả? Sao lại quay ra nói về cái đồng hồ? Anh chỉ dùng cái đấy chứ. Đấy người ta gọi là ngu đần dẫn tới ngáo quyền lực. Chứ đừng bao giờ bạn nói rằng là bạn đại diện cho một ai cả. À, tôi là lá cờ đầu, tôi đại diện cho người yếu thế. Trong xã hội này ai là người yếu thế? Thế nào được gọi là người yếu thế? Người yếu thế có xã hội bảo vệ, có luật pháp bảo vệ, chứ đích nhờ cái mặt của cá nhân nào cả. Anh chị đồng ý với tôi không? Trong xã hội này, người yếu thế, pháp luật bảo vệ, nhà nước bảo vệ, chẳng có một cá nhân nào bảo vệ được hết, chẳng có một tiếng nói cá nhân nào bảo vệ được hết. Anh chị chỉ dùng tôi cái này, nhóm người yếu thế trong xã hội này, cá nhân bảo vệ hay nhà nước bảo vệ? Cho nên đừng nói bậy, đừng ngáo quyền lực, đừng nghĩ rằng mình là bố đời và mình đại diện cho một nhóm người nào đó, nói tiếng nói của người ta, đó là bậy bạ. Kể cả là tôi đúng thật, tôi đại diện một nhóm người nào đấy, đúng không? Nhưng mà chính vì tôi đại diện đấy mà bản thân tôi thì vi phạm pháp luật, thì bạn sai. Thì bạn sai thôi. Bạn muốn đại diện cho họ thì bạn phải thượng tôn pháp luật trước, bạn phải thượng tôn cộng đồng trước. Bạn vô tình để tạo ra một loạt bơ sữa cho cái bọn phản động, bố láo mất dạy. Lợi thì có đấy, nhưng mà răng mất sạch. Cho nên bất kỳ cá nhân nào nói rằng tôi đại diện cho người yếu thế, đấy là loại bố láo mất dạy. Anh chị chỉ dùng tôi cá nhân trên đời này này, ai đại diện được cho người yếu thế ở bất kỳ quốc gia dân tộc nào luôn, ai đại diện được và ai bảo vệ được? Cái cuối cùng là pháp luật bảo vệ, nhà nước của quốc gia sở tại bảo vệ. Mấy thằng đấy mày đi cấp bảo hiểm miễn phí cho người nghèo tao cái, mày đi bảo vệ người yếu thế mà hả? Mày làm dùm tao cái. Cho nên đừng bao giờ bảo là mẹ mày, tôi đại diện những người không dám nói. Bậy.
đấy là bệnh, đấy là bố láo. Mời anh chị bạn nghe tiếp. Tôi nghe video tôi cực kỳ bức xúc. Bức xúc là bởi vì nó hoàn toàn theo chiều hướng diễn biến. Bởi vì trong chủ đề tôi làm việc ấy, làm ở đây này, tôi nhạy cảm lắm. Chứ đừng nghĩ rằng là vụ này nó thế này thế kia tôi bú phê. Không, đầy vụ nó nổi hơn nhiều tôi chẳng thèm bú phê. Anh chị có nhớ tôi nổi lên từ vụ CEO Nguyễn Phương Hằng không? Nhưng có mấy người biết rằng là ngày hôm nay này, sáng ngày hôm nay này, chị Nguyễn Phương Hằng của anh Huỳnh Uy Dũng họp báo nhé, hàng trăm báo chí tới nhé, thì Vũ Quang đã biết rồi. Không, chả liên quan gì đến mình cả, à, chả liên quan chủ đề của mình cả, à, mở rõ ràng nó hot on hot. Nó hoàn toàn là cá nhân với cá nhân. Ô, thế mình Dũng vào để làm gì? Cho đến khi nhắc đến Hoài Linh, Vũ Quang ok, đây là cơ sở tuyệt vời rồi. Bắt đầu mới liên quan chủ đề của Vũ Quang thì Vũ Quang mới nhảy vào. Cho nên bú frame nó phải đúng cái chủ đề của mình thì nó mới ok được. Và cái chủ đề này Vũ Quang cũng thế thôi. Và tôi chỉ nói rằng gần như những đối tượng nào Vũ Quang nhắc tới sớm hay muộn, ôi rồi, ít nhất là từ trước tới nay. Mời anh chị bạn nghe tiếp xem là con người này nói cái gì. Còn thực ra ấy, ông vua bà này là ông là người tốt, nhá, bản chất là người rất là tốt, nhưng mà đúng thật là cũng bị châm chích và công kích từ từ nhiều phía thôi. Bản chất con người ta sinh ra thằng đích nào cũng tốt, thằng nào cũng tốt hết, nhân chi sơ là tính bản thiện cơ mà. Và tôi không nói vua quản là người ác, và tôi chưa bao giờ nói vua quản là người xấu. Nhưng mà cách hành xử trên không gian mạng với cộng đồng và tạo dựng cộng đồng là tiêu cực chứ không phải tích cực. Mà tiêu cực tới mức là tạo bơ sữa cho bọn vẹn vàng ở trong cả một hành trình trước đấy thôi. Ông ngáo quyền lực vì sao? Mẹ anh chị xem ra một loạt báo chí trong tháng 3 vừa qua. Úi giời, anh đúng là thiên tài, anh đúng là tuyệt vời. Và anh nghĩ rằng anh có quyền lực. Sai mẹ nó rồi. À, tôi muốn viết sách kia tạo động lực. Mày tuổi chó chứ phải viết sách. Hả? Khi mà bạn vượt qua những cái thăng trầm khó khăn của cuộc sống thì bạn thành công, bạn càng phải điềm đạm. Bạn càng phải điềm đạm thì đấy mới là sự thành công của bạn. Đằng này lên gặp thằng mẹ nó chửi, chửi toàn KOL trên mẹ nền tảng mạng xã hội thôi. Chửi tới mức mà đánh luôn vào cả chủ đề diễn biến của mình thì mày chết mẹ mày rồi. Và riêng livestream ngày hôm qua thôi, để mà lấy toàn bộ xuống đủ một hồ sơ để khởi tố hình sự rồi đấy. Nhẹ là án treo rồi đấy. Miệng đi chơi xa quá. Tôi còn nhớ cái vụ tôi nói vụ CEO Nguyễn Hằng mà nói tới cái đám mẹ gọi là nghệ ối rồi đấy. Nhiều người nghĩ rằng là Vũ Quang nói thế này mà sớm muộn bị này kia thôi. Không, nhầm. Vũ Quang chỉ bị khi Vũ Quang tự diễn biến, mẹ tự ối rồi. Còn riêng một Vũ Quang đã nói vào một cá nhân nào đó, mày làm đấy có cơ hội để mà kiện tao. Mày không cơ hội. Còn khi tao đã vi phạm vấn đề cộng đồng ấy, thì mày chả cần kiện đâu, mà tao tự chết. Mà trong cộng đồng ấy, tao muốn nói tới là thể chế và chính trị. Mời anh chị bạn nghe tiếp. Còn cái bọn kia ấy là gì? Chúng mày ném đá giấu tay thôi, nhớ. Bị người ta chặn vào cái miếng cơm, nhớ, không lùa gà được. Thì bắt đầu là xúi dục nọ kia, các bên đến tìm hiểu. Tôi nói thật là nhà báo hay cái gì đó đến ấy, thì nó cũng phải đẹp theo nguyên tắc. Còn ví dụ ông đến theo cái kiểu hình thức là các cái giao dấu kín lại khác nhá. Còn đây ông đến theo cái hình thức, theo cái kiểu là đơn vị giới thiệu thì tất nhiên là phải được sự cho phép của doanh nghiệp người ta vào thì ông mới được vào, ông tìm hiểu vấn đề. Còn không thì ông đi theo cái hình thức kiểu camera giấu kín ấy, sẽ giống như những cái thực phẩm bẩn mà camera giấu kín nó vẫn hay quay ấy, thì ok, chả ai nói gì, đúng không? Còn đấy, cái vụ việc mà ngày hôm qua mà công an đến tìm vua quạt ấy,
cũng học cái lẽ dễ hiểu là gì. Ông đến, nếu mà có giấy mời thì tôi sẽ ra ngoài phường tôi làm việc, tôi sẽ nói kia đầy đủ. Nói chung là mua quà thì cũng có những cái lời lẽ nó chưa được kiềm chế thôi. Chưa được kiềm chế thôi. Đừng bao giờ sai rồi bảo do em không kiềm chế em giết chết người. Hôm qua là trong livestream được đà ngáo đá, ngáo quyền lực. Còn riêng cá nhân Vũ Quang ấy, chỉ nói điều này này. Ok, một ông nào đó về đào tạo nhé, không thực lực thật, xong cố gắng hứa. Anh chị chưa? Tức là tôi hứa với bạn, bạn học khoa của tôi, bạn như thế này, bạn thế kia ấy. Thì không, thằng đấy là thằng mẹ phải lên án. Nhưng tôi chỉ chia sẻ về khoa học của tôi, học không lựa chọn của bạn. Cái điều đấy cần phải cổ vũ. Vì trong cộng đồng cần phải có đào tạo thì mới có thể phát triển được. Cho nên câu chuyện lùa gà và mở lớp học nó khác nhau, nó khác nhau cực kỳ xa. Còn về câu chuyện vua quản ở đây này, nó đích phải liên quan đến câu chuyện chọc miếng cơm miếng áo của ai mà người ta sợ đến đâu. Vì mày động chạm vào một cái cộng đồng quá lớn, và đặc biệt bắt đầu có biểu hiện người ta gọi là chủ nghĩa dân túy. Và chính nó lại nói những người trong cái chủ đề này là chủ nghĩa dân túy. Nhưng bản thân nó đang bị vào chủ nghĩa dân túy nhưng nó lại không biết. Khi mày vỗ ngực xưng tên, mày nghĩ mày là bố đời, đúng không? Thằng nào mày cũng chửi, và mày là nhất, mày là ngọn đuốc, mày là đại diện cho một nhóm người như thế, thì chính mày đang dân túy mà mày không biết. Và cái livestream ngày hôm qua thể hiện rõ nhất là chủ nghĩa dân túy. Mày nhìn xa thêm một tháng nữa thôi thì mày thẳng đi vào gì ạ? Nhà lao. Với cái đà trước ngày hôm qua cứ như thế mà thẳng tiến thì mày đi vào nhà lao. Còn bây giờ có thể dừng lại câu chuyện là phạt thôi. Chỉ là phạt thôi. Còn chưa hiểu thế nào là chủ nghĩa dân túy mà bạn cũng dám mở mồm ra nói thế nào là chủ nghĩa dân túy. Đã tìm hiểu chưa? Và biết đâu chính mình là người chủ nghĩa dân túy thì sao? Đáng lẽ ra mình đi từ một thằng vua, người ta gọi là vua bãi rác, sang vua quạt là thời điểm mình phải khiêm tốn, thì xã hội cực kỳ tôn trọng. Tôi nghĩ là trong tháng 3 vừa rồi đã nhiều bài báo lên như vậy. Thế nên vua quạt bị ngáo đá, bị ngáo đá. Còn với con người vô quản, nếu như ngày hôm qua chưa có nhé, cứ đà đấy sinh ra nhé, tôi chỉ nói với các bạn thẳng tới nhà giam. Anh biết ai, anh chị biết ai là người đi tới, ai là người mồi chài, đằng sau đấy sẽ là bọn vẹn vàng. Nhưng mà vô quản đấy biết và thẳng tới nhà giam. Đấy, câu chuyện vô quản như thế. Thôi dừng lại, nói hơi nhiều, nhưng dù gì ấy, chủ đề này Vũ Quang nói bởi vì nó có liên quan đến diễn biến. Tôi chỉ nói rằng là trong cái livestream ngày hôm qua ấy, rất nhiều bơ sữa dành cho bọn Việt Tân ấy. Rất nhiều bơ sữa dành cho Việt Tân ấy. Tôi nghĩ rằng là chỉ trong ngày hôm nay, ngày mai ấy, trên kênh Việt Tân kiểu đích đăng bài của bà đấy, đăng bài của vô quản, tỷ lệ rất cao là như vậy. Bởi vì bản thân Vũ Quang nghe mùi còn không ngửi được, cứ tưởng mình đúng có đúng đâu. Đúng như tối qua xin lỗi để làm cái gì? Tôi nói đơn giản thôi, nếu mày đúng thật thì mày đích phải xin lỗi. Mày cứ thế mà cứng, mày kêu gọi cái Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuộc cơ. Mày to thế mà. Mày là bố đời à? Mày luôn nhớ rằng sau giờ làm việc nhé thì mày mới nói giống nhau. Còn trong giờ hành chính, những con người đấy là gì ạ? Đại diện pháp luật. Có đúng không? Người ta đồng ý là người ta là gì ạ? Đầy tớ của nhân dân, người ta phục vụ nhân dân. Nhưng hãy luôn nhớ rằng người ta đang đại diện thực thi của pháp luật nhé. Sau giờ hành chính ok, hết giờ làm việc rồi đúng không? Anh hết nhiệm vụ rồi, tôi với anh giống nhau.
mày thích nói đấy thì nói. Trên công việc là hai thằng cũng dân với nhau, thẳng thắn nhau, phang thoải mái. Còn mày, mẹ mày nói trong lúc mà người ta đang thực thi pháp luật thì mày chết. Người ta càng điềm đạm, càng bình tĩnh thì mày càng chết. Cứ tưởng mình đúng nhưng mà ôi rồi rồi con ạ. Ôi rồi. Gác lại câu chuyện đấy. Tôi chỉ mong là tôi chỉ quan điểm tôi đơn giản. Đó không phải cây OEL để tuổi trẻ học. Và cần lên án là bởi vì nó rất nguy hiểm. Đừng nghĩ rằng đấy là cách con người đấy cảnh giác người khác không. Tôi lấy ví dụ như là vợ tôi muốn đi học một khóa nào đó nha. Nghe xong vô quả nó đéo đi học nữa. Đôi khi vợ tôi không đi học, khóa ra mất con mẹ cơ hội. Cuộc đời tôi không có ngày hôm nay nếu không đi học. Tôi dám khẳng định như chị bạn. Tôi không thể có ngày hôm nay nếu như tôi không đi học. Tôi không bỏ tiền ra học. Nhiều ông bảo ơi mẹ tôi xếp sách cho ngoài. Mà đúng thì mẹ xếp sách cho ngoài, cho nó đẹp. Mẹ thể hiện mình người trí thức. Thế thôi. Bạn hãy thử làm nên bạn sẽ hiểu. Bạn hãy tự ở nhà bạn, bạn có một kệ sách như tôi bạn sẽ hiểu. Bạn trưng cho đẹp thôi, bạn làm đi. Thì bạn sẽ hiểu được. Xem bạn mua sách về để trưng không. Đến bao giờ có 1.000 đầu sách như thế này này. Thì lúc đấy thì bạn nói ừ thì mẹ tao để sách cho đẹp. Đi mua đi. Làm đi. Người ta nói là sách là tri thức của nhân loại. Và không học thì chắc chắn mày lạc hậu. Quay trở lại câu chuyện quốc tế. Đấy là câu chuyện trong nước xong quay là câu chuyện vua quản trong câu chuyện quốc tế. Thế câu chuyện quốc tế ngày hôm nay thì cái đầu tiên là Zelensky rất là cay đắng nhận ra rằng nở Mỹ đang ủng hộ Nga. Đây là lời thừa nhận của Zelensky. Công dân Mỹ đang ủng hộ Nga. Đây là một sự cay đắng của Zelensky. Tổng thống Nga tuyên bố là vận động hành lang của một câu đã xuyên thủng nền chính trị của Mỹ. Úi giời, mẹ cay không? Mẹ không phải công dân Mỹ nữa, mà nền chính trị của Mỹ nữa. Ảnh hưởng của Nga đã thâm nhập vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ và làm sai lệch lĩnh vực thông tin trên toàn thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Politico. Zelensky được yêu cầu bình luận về những tuyên bố gần đây của hai nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa. Họ tuyên bố rằng truyền thông ấy, thân Nga đã lọt vào tâm trí của một số thành viên quốc hội. Mẹ đoạn này quá cay, bởi vì sao? Mãi Hạ viện Mỹ không thông qua. Và Zelensky nói rằng Nga đã xâm nhập vào xã hội Mỹ. Hai, mẹ tầm ảnh hưởng của Tổng thống Putin nó như thế cơ mà. Đúng không? Nó phải tầm như thế. Cho nên phương Tây khiếp. Quá khiếp luôn. Thế còn ở tại Ukraine thì trao sốt. Theo đánh giá thì hóa ra nó là trận giả. Nơi đây là nơi người ta gọi là chi phối lực lượng của Ukraine. Buộc phải đưa con ở đây. Nga tìm ra những điểm yếu thế và tiêu diệt nguồn lực và kiểm soát thêm đất đai ở những khu vực khác như Đông Bắc và miền Nam. Bởi vì nơi này là một thành trì rất kiên cố. Nhưng trong thực tế Nga không phải đánh lâu như thế. Vì toàn bộ thành trì này cứ bom lượn mà dã thì Ukraine chết lâu rồi. Nhưng mà Nga không chơi thế. Nga thể hiện rằng là đang đuối sức ở tại Kherson để buộc Ukraine phải chi viện thêm quân vào. Mẹ loanh quanh. Đánh giá đến ngày hôm nay đây là trận giả, đây là nghi binh chứ không phải thực. Buộc Ukraine phải chi viện hỏa lực, nhân lực ở nhiều nơi khác và tiền tuyến quay trở về đây. Và Nga tìm ra những điểm yếu chí mạng để hủy diệt nguồn nhân lực của đối phương. Đấy, mẹ tiếng mình đau ấy, không biết đâu mà lần. Tức là Nga chiến đấu tới mức mà phương Tây không à, bản thân Ukraine không biết đâu mà lần. Trong khi đó trên bàn cờ quân sự thế giới thì Hoa Kỳ xác nhận là chuẩn bị đặt tên lửa tầm trung ở tại Đông Bắc Á. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố để ngỏ khả năng sửa đổi về một cái luật cấm triển khai tên lửa. Mẹ, bố mày cấm
Nga cứng chưa? Trên cơ rồi, cấm. Không phải tự dưng mà đại sứ của Nga ở tại Liên Hợp Quốc tuyên bố phương Tây phải chuẩn bị kịch bản Ukraine chuẩn bị đầu hàng vô điều kiện trong tương lai gần. Đây, hôm nay bố mày đưa ra tuyên bố mẹ phải cấm. Moscow để ngỏ khả năng sửa đổi lệnh cấm để công bố trước đó về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn do Mỹ có kế hoạch triển khai các hệ thống tương tự ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố là ông Ryabkov. Chơi căng luôn thì này, bố mới sửa đổi, bố mới cấm luôn. Nào anh chỉ thấy Nga cứng chưa? Hoa Kỳ chả té đái cho quần này. Hoa Kỳ thừa biết là chơi quả này quá cách. Nói vậy thôi chứ Hoa Kỳ đông đảo quân đội thật, nhưng mà giải ra trên cả thế giới. Mỗi chỗ một cục cứt, mỗi chỗ một cục cứt. Có tụ một chỗ đâu. Hả? Đông Bắc Á một cục cứt. Tây Thái Bình Dương một cục cứt. Xong rồi Australia một cục. Đúng không? Cứ mỗi chỗ một cục. Nhưng mà gom bao giờ vào được một nồi cứt. Còn Nga nó khác. Như đã được thảo luận gần đây trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nga tại Bắc Kinh, chúng ta phải đáp lại việc dân đe khép kép ấy, bằng phản ứng kép này. Một trong những điểm của phản ứng như vậy chắc chắn sẽ là việc xem xét lại cách tiếp cận của chúng ta đối với lệnh cấm triển khai đơn phương được công bố năm 2018 bởi tổng thống của chúng ta Putin ấy. Những hệ thống tương tự này không được phép đặt ở tại khu vực Đông Bắc Á. Đến phần này Nga cấm đây, tao cấm mày được đặt. Khi mà Nga cấm tôi hỏi rằng Ukraine, bản thân Hoa Kỳ dám đặt á? Bố bảo thì dám đặt. Nếu mà đặt thì năm 21 đặt rồi. Chả chờ đợi đến bây giờ. Nhưng mà mẹ Ukraine đang ngồi dễ chết kìa. Chờ đợi cái gì mà đặt mẹ mày vũ khí này vũ khí kia. Chờ cái gì? Nó còn xa vời lắm, xa tim đó. Mọi thứ nó cần phải có những sự quyết đoán lớn hơn nữa của các giới lãnh đạo phương Tây tập thể. Chứ thực trạng như bây giờ là nó rất là ối rồi, nó vô cùng là ối rồi luôn đó. Thì đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.